Thôi có lẽ là chém gió một tí cho nó vui. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn buổi học ngày hôm nay nhá. Được chưa? Thầy sẽ bắt đầu luôn buổi học ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ có một cái bài như thế này này. Vì là thầy chưa biết là mọi người đang học đến đâu. Đấy, trước khi mà học thì thầy chia sẻ một tí. Ở đây thì chuẩn bị một cái đề là những cái nội dung đầu tiên của chương trình vật lý lớp 12. Đó, có nghĩa là các bạn cũng đã học rồi. Đấy, các bạn cũng đã học rồi, thế nhưng mà kiến thức các bạn chưa chắc lắm. Thì bây giờ mình ôn lại. Thế mục đích để làm gì? Để thầy xem trong buổi hôm nay nếu mà nhiều bạn mà học rồi mà lơ mơ thì thầy lại có cách dạy khác. Nhiều bạn mà học rồi đúng không? Mà chắc rồi thì học chuyển phần sau. Còn nhiều bạn nếu mà là mới tinh thì là thầy cũng sẽ thế nào? Nhiều bạn cũng mới tinh thì thầy sẽ dạy lại mới tinh từ đầu cho mọi người. Thì đấy là cái câu chuyện nha. Ok chưa? Ừ. Rồi, thầy dạy giao thoa sóng à, từ từ nha. Ok chưa? Thì đấy là thầy thông tin đến mọi người. Rồi. Được chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn với cái buổi học ngày hôm nay nha, thầy bắt đầu luôn. Rồi. Rồi, đấy, thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn cái nội dung này này. Là hôm nay thì sẽ có một buổi gọi là khai giảng đúng không? Lại từ đầu. Thế thì trong quá trình chữa thì mọi người comment để thầy biết xem là mọi người đang học đến cái nội dung nào rồi. Mạng thì có thể là nó hơi lag bởi vì đợt này thì rất nhiều, không chỉ các bạn mà tất cả các khối lớp đều đang học online. Đúng không? Đang học online thì là dẫn đến cái câu chuyện là có thể là đường truyền mạng nó sẽ không đáp ứng được. Bạn nào mà bị lag đúng không? Thì có thể giúp thầy là chia sẻ livestream này để về mình xem lại cho nó đỡ lag. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Bắt đầu luôn này, thầy lấy thêm cả một cái điện thoại nữa để thầy đọc comment của mọi người cho nó kịp thời. Đó, thầy phải đọc cả hai nơi mọi người ạ. Đọc cả hai nơi. Năm nay thầy thấy 2K4 thì có vẻ là hơi vô tâm ấy. Thế vào học lười lắm. Thế nhưng mà thi thì điểm lại vẫn tốt, nên không biết là kiểu gì. Đấy. Rồi, bây giờ bắt đầu luôn này. Bắt đầu luôn nhá. Em lên đại học rồi thầy ơi. Ok, cảm ơn Phạm Chí Cường. Chúc mừng em lên đại học rồi, tuyệt vời. Nha, tác giúp thầy mấy em 2K4 vào. Rồi bây giờ thầy sẽ bắt đầu luôn buổi học ngày hôm nay. Thì nhiều bạn thì mới biết thầy, thầy cho thầy mấy giây thầy thông báo. Hiện tại cái lịch mà thầy like cho các bạn 2K4 là sẽ bao gồm có ngày thứ hai và ngày thứ năm. Trong đó thứ hai là thầy sẽ dạy lại cho các bạn, dạy lại này. Đó, thì nó phụ thuộc vào các bạn xem livestream, các bạn comment như thế nào thì thầy sẽ dạy lại theo cái trình độ của bạn cho nó phù hợp với số đông. Thứ năm thì chúng ta sẽ có một cái bài là bài thi thử nha, bài thi thử. Đó, chúng ta thi vào 20 giờ và sau đó 21 giờ là thầy chữa. Cái buổi thứ năm này thì dành cho những bạn mà cũng đã học một thời gian rồi, cũng gọi là có một cái lượng kiến thức nhất định rồi nhá. Ừ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn. Đấy, bắt đầu luôn. Nhá, bắt đầu luôn này. Ở đây thì thầy chia theo mức độ rồi các bạn. Đó, thầy chia theo từng mức độ. Chúng ta đi thi thì có 4 mức độ nhận biết này, thông hiểu này, vận dụng và vận dụng cao. Thế thì ở cái phần số 1 này, hôm nay thì thầy sẽ chia làm 4 phần như vậy. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào từng câu nhá. Đó, xem là mọi người làm như thế nào. Và hôm nay thì làm một cái bài gần như là bài test xem là cái năng lực của các bạn ở với cái chương 1 này thì mình làm như thế nào. Thế nên mọi người tích cực comment giúp thầy nhá. Ok chưa? Đó, mọi người tích cực comment giúp thầy một tí. Rồi bây giờ ta bắt đầu. Câu số 1. Đối với dao động điều hòa, mức nhận biết nha, dao động cơ điều hòa. Đó, thì khi chất điểm đến vị trí biên thì nó có điều gì? À, thì cái này thì chắc chắn là ngay những cái bài đầu tiên các bạn học các bạn phải biết rồi. Đúng không? Nào, thầy chưa thấy nhiều bạn comment đáp án đâu. Đến biên thì điều gì xảy ra? Đến biên này, à đúng không? Đến biên này thì tốc độ bằng 0, gia tốc cực đại. Câu B, tốc độ bằng 0, gia tốc bằng 0. Câu C, tốc độ cực đại, gia tốc cực đại. Và câu D là tốc độ cực đại và gia tốc bằng 0. Nào, đáp án mình chọn đáp án gì? Cái này quá dễ. Chúng ta biết là ở vị trí biên thì chắc chắn là V bằng 0. Đúng không? X thì bằng cộng trừ A. Và gia tốc A nó cũng bằng cộng trừ omega bình A. Đúng chưa? Vậy là đáp án cái câu số 1 của mình là tốc độ bằng 0 và gia tốc của chúng ta là cực đại. Câu số 1A. Đúng chưa? Đó, 1A. Đó, và cái biên này mình nhận định nó cũng là biên âm. Đúng không? Biên âm. Rồi, tiếp tục nào. Câu số 2 của chúng ta. Câu 2. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo ly độ trong dao động điều hòa thì có dạng gì? À, vận tốc theo ly độ. Nhưng không biết là các bạn có nắm được cái thông tin của cái bài 2 không? Đấy.
vì là thầy nói rồi, coi như là thầy dạy lại, thế nên là thầy sẽ phân tích nhá, để cho nhiều bạn là chưa biết thì có thể nắm được. Bây giờ các bạn muốn biết cái đồ thị của vận tốc theo ly độ thì các bạn cần phải có một cái công thức liên hệ đó, hay đơn giản là một cái hàm toán học, đúng không? Đó, thì vận tốc ly độ thì liên hệ bằng công thức là x bình cộng v bình chia cho omega bình a bình. Đó, các bạn thấy cái này này thì nó có vẻ giống giống với cái gì nhỉ? Giống giống với một cái đồ thị đường tròn ngày xưa mình học, đúng chưa? Đó là gì? X bình cộng gì nhỉ? Y bình bằng r bình, đúng không? Kiểu như này. Đó, thì nó là đường tròn, nhưng mà đường tròn này nó bị méo một tí, bởi vì ở đây chia omega bình thì cái hình này nó có quỹ tích là hình elip nhá. Các bạn nhớ thầy, đó là mối liên hệ giữa vận tốc với ly độ thì nó là hình elip, ok chưa? Mặc dù là gì, elip mình không có được học, đúng chưa? Elip mình có được học đâu, môn toán mình không được học. Tiếp tục nào, câu câu số 3 nào. Câu số 3, vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa thì thỏa mãn mệnh đề nào sau đây? Vận tốc với dao động nào, mình xem nhá. Đây là mức độ nhận biết, thế nên nó rất là dễ, đúng không? Rất là dễ nào, mọi người cùng xem này. Ở biên thì vận tốc triệt tiêu, triệt tiêu là nó bằng không, đúng không? Gia tốc triệt tiêu không? Không, gia tốc mắc, vậy câu này sai này. Ở biên thì vận tốc cực đại, ở biên mà vận tốc cực đại thì là sai rồi. Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại sai, đúng không? Ở vị trí cân bằng vận tốc cực đại là đúng ấy, nhưng gia tốc thì nó bằng không. Vậy đáp án đúng câu số 3 của chúng ta là D. Ở vị trí cân bằng thì vận tốc là mắc, còn gia tốc thì là bằng không, đúng không? Câu số 3 xong, tiếp tục câu số 4. Câu số 4, khi vật dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây, sau đây là thay đổi. Đó, đại lượng nào sau đây thay đổi? Thế nào? Khi nói đến là một thằng thay đổi, đúng không? Thì bên ta phải gọi là chốt được xem là trong tất cả đại lượng điều hòa cái gì thì cố định, cái gì thì thay đổi, đúng không? Thì đây thì nói luôn xem cái gì thay đổi, cái gì không đổi nhá. Trong dao động điều hòa có những cái đại lượng luôn luôn không đổi, gồm có chu kỳ, tần số, tốc độ góc, pha ban đầu và biên độ. Đây là những cái đại lượng mà không đổi theo thời gian nhá. Thế còn những cái đại lượng biến thiên của mình gồm có là x, ly độ, vận tốc, gia tốc và lực kéo về. Thì đây là những cái đại lượng mà nó thay đổi theo thời gian và nó biến thiên gì ạ? Nó biến thiên điều hòa. Đó là nó thay đổi nha. Tiếp theo là chúng ta có động năng và thế năng. Đó thì nó biến thiên gì nào? Nó biến thiên tuần hoàn. Được chưa? Trên này thì nó có thêm một cái thằng nữa là thằng thằng cơ năng. Cơ năng thì cũng là một hàng số. Ok chưa? Vậy bây giờ người ta bảo là cái đại lượng thay đổi thế năng có không? Có, vận tốc có, gia tốc có. Vậy là cả ba rồi. Câu 4 đáp án D. Đúng chưa? Câu số 4 đáp án của chúng ta là D. Tiếp theo câu số 5. Câu số 5, một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x và người ta hỏi pha ban đầu. Nhiệm vụ của câu này thì rất đơn giản, đúng không? X bằng 2 nhân sin của pt cộng pi trên 2. Vậy là nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đổi pha nó ra. Chúng ta phải đổi ông này từ hàm sin bây giờ về hàm cos. Từ sin về cos làm như thế nào? Đúng không? Sin alpha thì bằng cos của alpha trừ pi trên 2. Thế vậy là cái này bây giờ thầy đổi về hàm cos thì nó sẽ bằng 2 nhân cos của pt. Đúng không? Pi trên 2 trừ pi trên 2 thì mất rồi. Đúng không? Mất rồi. Vậy là pha ban đầu của nó bằng gì? Bằng 0. Câu số 5 đáp án D. Đấy, thấy rất nhiều bạn comment câu 5C rồi. Đúng chưa? 5D nhá. Chúc mừng những bạn đã comment 5D. Đây, Bùi Duy này. Ý Nhi này, Trần Lê này, ok là đúng rồi. Rồi, Hữu Phương, đấy là tỉnh táo nha. Câu 6. Chọn hệ thức sai về mối liên hệ giữa các cái đại lượng x, a, v, omega. Thì đây là công thức độc lập, đúng không? Công thức độc lập nào, cái này là đúng này. Đúng chưa? Ông này đúng này. Đúng chưa? Ông này là công thức độc lập mình hay dùng này. Chuyển vế ông này sang đây thì được cái đáp án B là cũng đúng này. Đúng chưa? Còn cái thằng A với cái thằng D thì mình xem là nhân chéo cái thằng nào thôi, đúng không? Nào bây giờ nha, thầy muốn lấy V thì có đúng là A bình trừ X bình nhân OE bình không? Đúng không? A bình này trừ X bình nhân omega bình. Thế nào? Vậy là A cũng đúng. Và đáp án sai là D. Câu 6D. Đấy, người ta hỏi là chọn hệ thức sai mà, đúng không? Đấy, thấy bạn Ly lại comment C là bị
Đọc nhầm đề rồi. Câu số 6 đáp án của mình là A. Chuẩn chưa? 6A. Tiếp tục nào. Câu số 7. Một vật đang dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm, đúng không? Từ vị trí cân bằng biên âm thì vận tốc ngược chiều này, độ lớn của gia tốc, vận tốc cùng tăng đấy. Những cái mệnh đề nó đưa ra, nhưng mà những mệnh đề này thầy thấy là tương đối là khó chứ không dễ, đúng không? Nào, chuyển động từ vị trí cân bằng đến biên âm, vậy là cách làm là mình vẽ đường tròn đấy, chắc là mọi người thì cũng biết đường tròn rồi đúng không? Bạn nào nếu không biết đường tròn thì có thể xem lại rất nhiều bài giảng mà thầy đã dạy rồi. Từ vị trí cân bằng đây này đến biên âm này, đúng không? Vậy là nó góc phần tư này, đúng không? Đó, góc phần tư này. Rồi, nào bây giờ xem nha. Vận tốc ngược chiều với gia tốc. Đây, vận tốc ngược chiều với gia tốc. Xem có đúng không? Ở đây chúng ta thấy là vận tốc làm sao? Vận tốc dương hay là âm? Vận tốc âm, pha dương. Gia tốc sao? Gia tốc dương. Cái gì? Câu 6 á? Ok. Thầy lại tích nhầm, đúng không? Câu 6 đáp án của mình là A nhá. Thầy tích nhầm, đúng rồi, đúng rồi. Câu 6 A thầy lại khoanh vào đây. Ok, dấu hiệu tuổi già, mọi người thông cảm. Câu số 7. Chúng ta quay trở lại câu 7, nhìn này. Ở cái góc phần tư này thì có đúng V âm và A dương không? Đúng không? A dương. Nên đáp án của mình là A. Được chưa? Câu số 7 A luôn. Có bạn nào không biết cái này không? Không biết cái này thì thầy lát nữa thầy sẽ chỉ cho cách để lấy lại mấy cái này nhá. Được chưa? Ok, câu số 7 chúng ta là A. Tiếp tục này. Câu số 8. Câu số 8. Cho một chất điểm dao động điều hòa. Đây là phương trình. Và người ta tiếp tục hỏi pha ban đầu. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đổi từ sin về cos, đúng không? Chúng ta đổi về về cos thì như thế nào? Đây, x sẽ bằng 3 này nhân cos của omega t trừ 5 pi trên 6 trừ pi trên 2, đúng không? Nào, nó là bao nhiêu đây? Đừng truyền lát quá, đúng rồi, bởi vì đợt này mạng nó có vấn đề mà các em. Bạn nào mà thấy lát thì chia sẻ với trang cá nhân rồi xem cho nó đỡ lát nhá. Ok, nào mới quay câu này. Thế thì cái pha của mình đây giống như bài trước là mình trừ thôi, đúng không? Thế nhưng mà trừ kiểu gì? À, 5 5 gì nhỉ? 5 phần 6 thì trừ 1 phần 2. Đây, trừ 5 phần 6 trừ 1 phần 2. Đúng không? Vậy cái pha này là bằng trừ 4 pi phần 3. Ấy chà. Đúng không? Thì lấy pha nào? Đúng chưa? Lúc này lấy pha nào? Đó, đây, 4 pi phần 3 được. Đáp án là B. Đúng chưa? Thế nhưng mà tại sao mà thầy lại nói đến đây? Bởi vì tại sao thầy nói là 4 pi phần 3? Bởi vì cái pha 4 pi phần 3 thực tế là trong quá trình chúng ta tính toán thì rất ít khi chúng ta dùng cái pha này, đúng không? Thế nên câu này có 4 pi phần 3 thì mình chọn đây, à đây, xin lỗi, đây là 4 pi phần 3, đây là trừ 4 pi phần 3, đúng không? Vậy là câu này không có đáp án để chọn. Vậy thì mình lấy cái nào? Đây không có dấu trừ, vậy mình lấy cái nào các em, đúng không? Thì các bạn lưu ý là đây chúng ta sẽ phải thực hiện một cái việc là chúng ta đổi pha. Các bạn biết đổi pha chưa? Thường thì khi chúng ta làm ấy thì cái pha của chúng ta nó luôn nằm trong khoảng là trừ pi đến pi, được chưa nào? Rồi, cái pha mà trừ 4 pi phần 3 này thì nó là một cái pha gì nhỉ? Pha không đúng, bởi vì nó không nằm trong khoảng này đó, nó không nằm trong khoảng này, đúng không nào? Thế thì chúng ta phải đổi pha. Thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi pha nhé. Làm sao mình đổi được pha? Thế thì cách đổi pha là mình sẽ gì nhỉ? Dựa trên cái tính tuần hoàn KIP. Tuần hoàn KIP có nghĩa là gì? Bây giờ nếu mà thầy có một cái pha như này và pha bằng alpha cộng K2P thì cái lượng K2P này thầy có thể bỏ đi hoặc thầy thêm bớt, thầy có thể chọn K là tùy ý. Ok không nào? Thế bây giờ mình chọn kiểu gì? Thế đây bây giờ thầy sẽ làm như sau. Cái trừ 4P phần 3 thì thầy sẽ viết được thành như thế này. Thầy sẽ viết thành 2P phần 3 và làm sao? Và thầy trừ 2P. Đúng không? Trừ 2P. Đó, thì cái lượng trừ 2pi này này nó tương ứng với cái thằng K2pi thì mình bỏ nó đi. À, vậy là có nghĩa pha trừ 4pi phần 3 thì sẽ bằng pha là 2pi phần 3. Ok chưa? Thế nên câu số 8 đáp án của mình là A. Thì đây là cái việc chúng ta đổi pha. Pha mình nằm trong cái khoảng này. Được không? Đấy. Còn bạn nào mà đã học rồi, đúng không? Có đường tròn thì đổi nó nhanh hơn rất nhiều. Đây, chúng ta cộng hoặc trừ một lượng 2pi vào rồi chúng ta bỏ nó đi.
Đây, từ đây đổi sang đây. Cái này thì bỏ đi. Chúng ta học toán thì người ta biết thừa rồi. Đúng không? K2P là cái lượng mà gì nhỉ? Mình có thể bỏ được rồi. Đúng chưa? Câu số gì ạ? Câu số 8. Đáp án của chúng ta là A. Chuẩn chưa? 8A. Tiếp tục này. Câu số 9. Gia tốc của vật thì có tính chất như thế nào? Đúng không? À, bằng không khi nào? Chúng ta phải nhớ là F là bằng gì? Bằng MA. Đúng chưa? Định luật 2 Newton mình học từ lớp 10. Đúng chưa? Vậy là gia tốc của chúng ta bằng 0 khi mà F bằng 0. Đúng không? Vậy câu 9 thì đáp án của mình là gì? Là A luôn. Đúng chưa? Gia tốc bằng 0 khi hợp lực tác dụng vật bằng 0. Chuẩn chưa? Rồi, chuẩn luôn. Tiếp tục. Tiếp tục. Câu số 10. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo ly độ là gì? Đó, lúc nãy là thầy nói đến câu chuyện là vận tốc và gì nhỉ? Vận tốc và ly độ. Bây giờ câu này là gia tốc và ly độ. Thế thì nó như thế nào? Thế bây giờ thầy cần có mối liên hệ giữa gia tốc A và ly độ X. Thế hai ông này thì liên hệ với nhau theo cái biểu thức là A là bằng trừ omega bình X. Các bạn thấy cái này nó giống hệt với là Y bằng KX. À, thì đây là phương trình dạng gì nhỉ? Dạng đường thẳng. Đúng không? Thế nên câu này mình chọn là gì? À, đường thẳng. Nhưng mà đường thẳng này thì mình phải chọn chuẩn hơn thì là đoạn thẳng. Tại sao như vậy? Bởi vì cái x của chúng ta, người ta biết là ly độ x thì luôn nằm trong khoảng từ trừ A đến A. Thế nên là khác với môn toán. Môn toán là x của mình nó chạy từ âm vô cùng dương vô cùng. Nhưng cái này x của mình nó bị giới hạn. Thế nên đáp án của mình nó chỉ là một cái đoạn thẳng thôi. Ok chưa nào? Câu số 10, đáp án chúng ta là A. Tiếp tục, câu số 11. Trong phương trình dao động điều hòa, chọn phát biểu sai. À, chọn phát biểu sai. Nào mình xem nhá. Câu A, biên độ A thì không phụ thuộc vào gốc thời gian. Cái gốc thời gian này thì nó chỉ quyết định cái pha ban đầu thôi. Đó, pha ban đầu thôi. Đúng không? Thế đây nó bảo là A không phụ thuộc gốc thời gian thì hiển nhiên là đúng rồi. Câu 11 đáp án A đúng này. Câu B, pha ban đầu thì không phụ thuộc vào gốc thời gian. À, đúng chưa? Vậy là câu 11 đáp án gì nhỉ? Câu 11 đáp án B này thầy thấy sai rồi. Pha ban đầu là phụ thuộc gốc thời gian. Câu C, tần số omega thì phụ thuộc đặc tính của hệ. Đặc tính của hệ là gì? Là khối lượng của vật này, độ cứng lò xo này, hay chiều dài của dây. Thì tất nhiên là omega nó phụ thuộc vào cái đấy thôi. Căn của K trên M, căn của G trên L đấy. Đúng chưa? Vậy là C thì đúng. Chuẩn chưa? Và câu D, biên độ A thì phụ thuộc vào các cái cách kích thích. Đúng không? À, cách kích thích có nghĩa là gì? Mình kéo giãn mấy cm. Đúng không? Rồi mình truyền vận tốc bao nhiêu thì gọi là cách kích thích. Đó, vậy là D thì cũng đúng. Vậy đáp án sai của chúng ta là B, 11B. Tiếp tục câu số 12. Gia tốc trong dao động điều hòa thì như thế nào? Gia tốc. Câu A, cực đại khi đi qua vị trí cân bằng sai này. Luôn không đổi là sai này. Biến đổi theo cái chu kỳ là T trên 2 là sai. Vậy đáp án của chúng ta là D. Gia tốc thì luôn hướng về vị trí cân bằng và tỷ lệ với ly độ, cụ thể tỷ lệ là A bằng trừ omega bình X. Tỷ lệ chưa? Câu số 12, đáp án D. Tiếp tục, câu số 13. Nhận xét nào dưới đây về ly độ của hai dao động điều hòa cùng pha là đúng. Được chưa? Hai dao động điều hòa cùng pha là đúng. Đó, ly độ của hai điều luôn bằng nhau, luôn cùng dấu, luôn trái dấu. Có ly độ bằng nhau, trái dấu. Thì chúng ta phải biết là cái tính chất của hai cái dao động cùng pha luôn là như nào? X1 trên X2 là bằng A1 trên A2. Đó là luôn dương. Hai cái biên độ trên nhau luôn dương. Thế thì khi hai cái thằng X này chia nhau luôn dương thì có đúng là nó luôn cùng dấu không? Cùng dương hoặc cùng âm? 13C. Luôn cùng dấu. Tiếp tục câu số 14. Vật dao động điều hòa có tốc độ bằng 0 khi vật ở vị trí nào? Tốc độ bằng 0 ở vị trí nào? Câu A là tốc độ bằng 0 thì chúng ta biết là tốc độ bằng 0 là ở biên. Đúng không? Ly độ cực đại này. Lực tác động bằng 0 này. Vị trí cân bằng, vị trí lò xo không biến dạng. Đáp án của mình dễ dàng chọn được đáp án A. Bởi vì như mình nói là ở biên rồi. Đúng không? 14A. Tiếp tục câu số 15. Biết pha ban đầu của một cái vật dao động điều hòa thì ta xác định được cái gì? Thì chúng ta cần phải nhớ là cái pha ban đầu ấy. Pha ban đầu ấy.
đúng không? Thì nó là cho ông ta cái gốc thời gian t bằng 0. Nó cho mình biết là tại điểm t bằng 0 thì vật nó có cái trạng thái như thế nào. Đó, trạng thái thì gồm có vị trí và chiều. Vậy là đáp án câu 15 của mình là đáp án C. Nó cho mình biết chiều chuyển động lúc ban đầu. Đúng không? Cái này này, nó cho mình biết là x ở thời điểm ban đầu, v thời điểm ban đầu. Và cái này thì nó cho mình biết vị trí và chiều. Ok chưa? Câu số 15, đáp án ta là C. Tiếp tục câu số 16. 16. À, 15 là hết rồi, mình sang cái phần mức độ thông hiểu. Khó một chút nhá. Khó một chút. Nào. À, câu số 1, phương trình vận tốc của vật là v đây. Đó, và phát biểu nào sau đây là đúng? Nào, phát biểu nào sau đây là đúng? Đây là phương trình của v. Thế thì từ phương trình của v mình muốn đọc được, đúng không? Thì mình phải đổi pha nó. À, mình phải đổi nó về phương trình của ly độ x cho nó thuận lợi, bởi vì mình quen đọc x rồi. Đúng không? V như này thì mọi người cần phải nhớ phương trình của v. V là bằng gì? Omega A nhân cos của omega t cộng phi và trừ pi trên 2. Đúng không? Vậy là đây thì sẽ có phương trình x nó sẽ là bằng A nhân cos của omega t này. Đúng không? Cái này là cos của gì? Cos 0 phi trừ pi trên 2. Vậy là pha của chúng ta là gì? Pha của chúng ta là gì? Trừ pi phần 2. À, cộng pi phần 2. Sorry mọi người, cộng pi phần 2. Thì đây là phương trình x. Từ V mình đổi dãy. Đúng không? Mình nhìn vào đây thì mình thấy là tại thời điểm t bằng 0 thì vật đang ở đâu? Vật đang ở vị trí cân bằng. Đúng không? Pha pi phần 2 theo chiều nào? Chiều âm. Vị trí cân bằng theo chiều âm. Vậy mình xem này, vị trí cân bằng chiều dương không đúng này, loại này. X bằng A là không đúng này, vị trí cân bằng không đúng. Nào, xem nào. Ồ, thế câu này bị đề bị lỗi à? Đề này bị lỗi rồi. Đúng chưa? Đề này bị lỗi rồi, nó phải là ở vị trí gì nhỉ? Vị trí cân bằng theo chiều gì nhỉ? Câu này đề bị lỗi rồi nha. Câu này không có đáp án. Chắc là đây thầy gõ nhầm là chiều dương thành chiều âm rồi. Đúng chưa? Ừ, các bạn có để ý thêm điều này không? Chắc chỗ này thầy gõ nhầm chiều dương thành chiều âm rồi. Vì pha là pi phần 2 mà. Đúng không? Pha là pi phần 2. Chuẩn chưa? À, thầy gõ nhầm, à thầy viết nhầm, đây là pha là trừ pi phần 2 chứ. Đúng chưa? Thì vậy đáp án A là đúng rồi, vị trí cân bằng theo chiều dương là đúng rồi. Đây là trừ pi phần 2, thầy lại viết thành pi phần 2 này. Đúng chưa? Đây, phương trình V này, mình so sánh với đây. Đây là cộng này, thầy viết trừ này, thảo nào. Câu số 1 chuẩn rồi, đáp án A nhé. Đúng không? Đây. Có một cách nữa nhanh hơn, các bạn không phải đổi pha. Không, câu 1 đáp án A là đúng rồi. Là các bạn thấy như này. Là các bạn nhìn cái pha của V. Pha của V bằng 0. Vậy thầy suy ra pha của X nó bằng trừ pi trên 2. Bởi vì là gì? V luôn sớm và ăn X một lượng là trừ pi trên 2. Ok không nào? Đó. Vậy là câu số 1 đáp án của chúng ta là A. Là chuẩn rồi. Tiếp tục nào. Câu số 2 của chúng ta. Hệ thức đúng. Đúng không? Ô, câu này là lặp lại. Câu này bị lặp rồi. Chúng ta chọn đáp án luôn nhé. Lúc nãy thầy khoanh nó bị nhầm đấy. Đúng không? Đáp án đúng. Đáp án đúng là V bình đây. Đáp án 2C. Được chưa? Rồi. Câu số 3. Một vật dao động điều hòa trong 1 phút thì thực hiện được 30 dao động toàn phần. Đúng chưa? Và quãng đường chuyển động được trong 8 giây. Và bây giờ đề bài yêu cầu tính biên độ. Đó là mấy cái này làm kiểu gì? Cái này làm kiểu gì đây mọi người ơi? Nào mình ta nhìn nhá. Phân tích này, ở đây nó có hai dữ kiện. Được chưa? Ở đây nó có hai dữ kiện. Dữ kiện đầu tiên là 1 phút này, 1 phút này là thực hiện được gì? 30 dao động. Đúng không? 1 phút 30 dao động. 1 phút là đây cái này là bằng 60 giây này. Vậy thì thầy có chu kỳ T là bằng bao nhiêu? T là bằng 2 giây. T được định nghĩa là thời gian thực hiện một dao động. Đúng không? Vậy ta lấy cái này chia cái này ra là sao? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Trong 8 giây. À, 8 giây. 8 giây là bằng mấy T? T là bằng 2. Vậy 8 là đây là bằng 4T. Mà chúng ta biết là cứ chu kỳ T thì được quãng đường S là bằng mấy A nhỉ? Bằng 4A. Vì vậy từ đây chúng ta dễ dàng ta suy ra
4T sẽ là 4 nhân với lại 4A. Vậy là bằng 16A. Là bằng 64. Đúng không? Đề cho 64 đấy. Vậy lấy 64 chia 16 thì mình tính được ngay A là bằng bằng 4. Đáp án câu số 3 của chúng ta là C. Ok chưa? Câu 3C. Đấy, nhiều bạn đang báo là gì? Là chưa chưa theo kịp, đúng không? Bởi vì là một số bạn thì đã học rồi, thế nên là mọi người làm rất nhanh. Đó, còn một số bạn thì chưa chưa học, thế nên làm nó bị chậm hơn. Đấy. Thế thì bây giờ làm sao để mình bắt kịp đối thủ? Đúng chưa? Rồi, thầy nói lại cái lịch đây, nhiều bạn hỏi cái lịch học. Được chưa? Thì cái lịch như sau. Thầy cũng xin mấy giây để giới thiệu nói lại cái lịch học. Buổi thứ hai thì thầy sẽ live trên page cho các bạn nha. Live trên page vào lúc 21 giờ này. Được chưa? Thứ năm là chúng ta có thi thử vào lúc 20 giờ, sau đó là 21 giờ là thầy sẽ chữa. Đó, chữa. Đây là những cái buổi học gọi là công khai ở trên page của thầy. Được chưa? Công khai trên page. Tiếp theo thì là thầy có cái khóa live C. À, khóa live C các bạn nha. Khóa live C. Thì hiện tại đang học vào là thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Đó, thứ ba, thứ sáu, chủ nhật. Thì đây là khóa học mà hiện tại thầy đang dạy đến cái nội dung là con lắc đơn. Chuẩn bị qua cái phần vận dụng cao con lắc đơn. Các bạn nha. Đó, qua vận dụng cao lắc đơn. Tuy nhiên là nhân dịp khai giảng, là nhân dịp khai giảng thì đang tổ chức chương trình là dạy lại từ đầu. À, dạy lại từ đầu. Đó, thì thầy nói luôn là cái buổi thứ hai này này, thầy live trên page thì thầy cũng sẽ làm cái buổi bổ trợ cho cái khóa học dạy lại từ đầu này. Được chưa? Khóa này nha, thầy dạy lại từ đầu. Được chưa? Dạy lại từ đầu. Và không phải như ở trên page mà thầy sẽ dạy lại kiến thức chứ không phải là chữa bài tập không. Dạy lại kiến thức. Và kiến thức này một cách là gì nhỉ? Ngắn gọn và cô đọng kiến thức để các bạn mà bây giờ mới bắt đầu học hoặc là bây giờ mới muốn gọi là lấy lại cái môn lý này thì các bạn có thể theo kịp một cách nhanh nhất nha. Đó, và thầy nói luôn kể cả các bạn mà có đăng ký học hay không thì cái chương số 1 này của mình ấy là chương quyết định. Các bạn mà không hiểu chương 1 thì đừng có bao giờ các bạn hiểu được chương 2, không có chuyện đấy. Đó, chương 3 thì nó là chương khó nhất rồi. Đấy là chương khó nhất rồi, chương 1 mà không vượt qua thì mới vứt. Chương 1, chương 2, chương 3 chiếm mấy 50% đề thi. Có nghĩa là chương 1 các bạn không làm tốt thì coi như các bạn hy sinh 5 điểm. Đấy, thầy nói luôn. Nên tại sao chương 1 học chậm, học cẩn thận, học kỹ. Được chưa nào? Đấy, học chậm, học cẩn thận, học kỹ lại với thầy. Bạn nào mà bây giờ bắt đầu học này hoặc là bạn nào mà học rồi nhưng mà lười quá, đúng không? Trong thời gian vừa rồi không có nhớ được, không có nắm được thì các bạn có thể đăng ký cái khóa live C này của thầy nhá. Đó, live C đang học con lắc đơn rồi nhưng mà lại có thêm là dạy lại từ đầu trong khóa này và đang được giảm giá 60% nhân dịp là năm học mới. Bạn nào đăng ký thì điền thông tin vào cái link mà thầy ghi ở đây. Đấy, cho thầy xin mấy giây để thầy giới thiệu. Đây, cái link mà thầy ghi ở đây nhá. Được chưa? Đó, các bạn click vào cái link này. Đó. Được chưa? Click vào cái link này rồi các bạn kéo xuống cuối dưới này được không nào? Đó, kéo xuống cuối dưới này để các bạn nhận cái ưu đãi. Được chưa? Nhận cái ưu đãi đó. Được chưa? Điền thông tin vào, trợ lý thầy sẽ tư vấn. Còn một số bạn mà báo là em chưa biết thầy là ai đúng không, mà không biết là các anh chị khóa trước học thầy thì có hiệu quả hay không thì các bạn vào cái trang Facebook cá nhân thầy, đây vẫn có cái bảng điểm thi đây đúng không? Đấy, các anh chị điểm cao 9, 10 thì đại học nha, chứ thi học kỳ các thứ vớ vẩn không nói. Đây, xong có thể vào cái mục là mục album ảnh của thầy. Đúng không? Album ảnh đây. Thì năm nào các anh chị báo điểm về thầy cũng lưu lại. Đó, và các bạn có thể vào xem từ 2K2 đến 2K3. 2K3 thì chưa cập nhật hết. 2K3 có khoảng hơn 200 điểm 9 cộng, thầy chưa cập nhật hết. Đó, vì là nhiều việc quá mới cập nhật được các bạn đợt 1 thôi, cũng chưa hết. Đây các bạn vào đây xem thì các bạn sẽ thấy là các bạn học sinh báo điểm về. Được chưa? Các bạn học sinh báo điểm về và xem các anh chị trong đó rất nhiều anh chị là mất gốc nhưng mà vẫn đạt 9 cộng. Có những anh chị là mất gốc lý nhưng mà lại vẫn đạt thủ khoa của trường. Đó, thế này anh em vào thì xem là một là mình xem là các anh chị làm như nào để vượt qua.
Thứ hai là xem nếu mà xem những buổi livestream thầy chữa mà hiểu bài thì có thể đăng ký để tham gia học được không nào? Rồi. Đấy, rồi bây giờ thầy quay trở lại với bài học của mình nhá. Giới thiệu cho mọi người qua một chút như vậy. Giới thiệu luôn. Rồi thì bây giờ quay lại học thôi. Rồi. Ở đây thấy comment nhiều anh em. Thấy nhiều anh em trong khóa học quá rồi đúng không? Trong khóa học hiện tại là cũng đang có 3.800 bạn đăng ký rồi. Nên ở đây rất nhiều bạn trong khóa học rồi. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nha với câu số 4. Trong dao động điều hòa thì ly độ, vận tốc và gia tốc là biến thiên tuần hoàn theo thời gian và có cùng gì? Thì người ta biết là những cái đại lượng này thì nó chỉ có cùng tần số thôi. Đúng không? Còn pha nó cũng lệch, biên độ thì chắc chắn là khác rồi. Đúng chưa? Đó. Pha ban đầu thì nó lệch nhau, pha thì đại pha với pha ban đầu thì nó lệch nhau là hiển nhiên. Câu 5, chọn đáp án đúng. Vật dao động điều hòa có quãng đường trong một chu kỳ là 32 và tính biên độ, đúng không? Quá là dễ. S là bằng 4A là bằng gì? 32. Vậy là A là bằng gì? 32 chia 4 là bằng 8. Đúng không? Đáp án mình là A. Câu số 5, đáp án A. Tiếp tục. Câu số 6. Pha của dao động được dùng để xác định gì? À, đây câu này là câu khó này. Thì cho mọi người comment một cái xem là nhiều bạn thì cứ nghĩ là môn lý là chỉ đi nắm mấy cái công thức này làm, nhưng mà không. Đây, những cái này là đi sâu bản chất. Và khi đã hiểu bản chất rồi, các bạn làm bài tập nó rất là dễ. Các bạn không bị áp lực là mình không nhớ được công thức, hay là công thức phần này lại giống công thức phần kia, nó bị lẫn lộn. Cái đấy thấy rất nhiều bạn gặp phải. Bởi vì là học theo kiểu học vẹt, không có nhớ. Đấy. Câu 6 này, thầy xem mọi người comment gì rồi thầy phân tích. Thầy phân tích cho mọi người câu 6 để mọi người hiểu luôn, kỹ luôn. Pha dao động dùng để xác định cái gì? Rồi đây có hữu phương này. Đáp án A. Rồi hay quá. Thì nhiều bạn comment được quá rồi, nhưng mà thôi thầy cứ phân tích lại một tí nhá, thì bạn nào chưa nắm được đó, thì có xem đến đây thì còn hiểu này. Câu 6 đúng rồi, đáp án mình là A. Thế thì trạng thái là gì? Trạng thái là gì? Trạng thái của một vật thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó là nó đang ở đâu và nó đi theo chiều nào. Nó đang ở đâu thì thể hiện là ly độ x, và theo chiều nào thì là v, bởi vì chúng ta biết là v thì nó thể hiện cho chiều dao động. V dương thì chiều dương, còn v âm thì chiều âm, đúng không em? Thế thì tại sao mà biết pha dao động thì mình mới biết trạng thái? Thì có đúng là nếu bạn nào học đường tròn pha rồi thì bạn biết là nếu thầy biết pha nó ở đây, đúng không? Thầy kẻ xuống đây phát thì thầy biết vị trí của vật. Thầy nhìn cái pha nó ở nửa trên hay nửa dưới của đường tròn là thầy biết nó pha dương pha âm thì nó cũng ra chiều dương chiều âm. Hiểu không nào? Ok, vậy nhớ nha. Trạng thái là gồm có vị trí và chiều. Và nó được thể hiện thông qua hai đại lượng là x và v. X và V muốn tính được ở một cái thời điểm T bất kỳ thì phải dựa vào một ông đọc là pha dao động. Ok chưa? Rồi, vậy là câu số 6, đáp án của mình chính xác là A. Rất là tuyệt vời luôn, mọi người comment này là chuẩn cả. Hay quá, toàn các bạn học giỏi thôi. Câu 7 nào. Gia tốc tức thời. Đó, trong dao động điều hòa thì biến đổi như thế nào? Rồi, gia tốc biến đổi như thế nào? Nào, chúng ta biết là gia tốc ấy thì nó ngược pha với ly độ. Đây, A là bằng trừ omega bình nhân x. Thế nên đây là gì? Đây là ngược pha. Câu số 7, đáp án ta là ngược pha với ly độ. Ngược pha ly độ 7B. Tiếp tục. Câu số 8. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời thì biến đổi như thế nào? Đó, nói về pha của V. Thì chúng ta biết là lúc nãy thầy nói rồi đấy, V thì nó sao? V là nó sẽ sớm sớm pha bao nhiêu? Pi trên 2 so với gì? So với x. Đó, đúng chưa? Đáp án của mình là sớm pi trên 2 thì cũng là lệch pi trên 2. 7 B rồi, 8 của mình là C. Tiếp tục câu số 9. Khi một vật dao động điều hòa thì điều gì xảy ra? Nào. Vận tốc với ly độ cùng pha sai này. Gia tốc ly độ cùng pha sai này. Gia tốc vận tốc cùng pha sai này. Gia tốc và ly độ ngược pha. Ok đúng này, đáp án D. Câu số 10. Đối với dao động cơ điều hòa của một chất điểm thì khi chất điểm đi qua vị trí biên thì nó có vận tốc như thế nào? Cái này thì dễ quá. Ở biên thì chúng ta biết là V bằng 0. Đúng không? Vận tốc bằng 0,
gia tốc thì cực đại 11D. À, câu 10D, câu 11, gia tốc tức thời trong dao động điều hòa thì biến đổi như thế nào? À, gia tốc này, cùng pha ly độ sai này, vuông pha so vận tốc, chính xác chưa? Mình có là gia tốc thì lại sớm pha là pi trên 2 so với v. Thì có đúng là vuông pha không? Câu số 11 đáp án B. Rồi, nào bây giờ mình sẽ đến cái phần gọi là tính toán, phần bài tập. Được chưa? Trong môn lý của mình ấy thì phần lý thuyết là chiếm 3 điểm các em nhé. Còn phần bài tập là chiếm 7 điểm. Thế nên thường các thầy cô và kể cả trong khóa học thì thầy cũng sẽ tập trung và dạy từng dạng bài cho các bạn. Các bạn nắm được các cái dạng bài đã, còn cái nội dung lý thuyết thì mình sẽ ôn sau nhá. Rồi, nào bây giờ ta xem như thế nào. Câu số 1. Một con lắc lò xo gắn với một cái vật nặng M là bằng 100g. Dao động điều hòa. Vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng là 31,4. Gia tốc cực đại là 4. Lấy pi bình bằng 10 và tính cái độ cứng của cái lò xo. Nào làm sao mình làm được đây? Nào về cách làm nha. Thứ nhất là mình phải nhớ công thức. Vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng thì mình biết đây chính là Vmax. Đúng không? Vmax. Vmax là bằng gì? Vmax là bằng omega a. Và ở đây nó là bằng 10 pi. Tại sao thầy viết là 10 pi? Bởi vì pi là bằng 3,14, đúng không? Tiếp theo, Amax là bằng omega bình a. Và nó bằng bao nhiêu? Bằng 400. Tại sao thầy viết 400? Bởi vì lưu ý cái đơn vị. Thằng này là cm trên giây. Vậy muốn tính được với nhau thì thầy đổi thằng này cm trên giây bình phương. Ok chưa? Đó, như thế mình sẽ tính được. Thế bây giờ đây là một cái phương trình hai ẩn. Quá đơn giản rồi. Mình chia cho nhau thôi. Thầy lấy cái dưới chia cái trên thì thầy sẽ được cái thằng omega là 400 chia cho 10 pi. Đúng không? Các bạn lưu ý pi bình người ta cho bằng 10 ạ. Vậy là 400 chia cho 10 căn 10. Đó, vậy đây là omega nó sẽ bằng bao nhiêu? 400 chia 10 là còn 40, chia cho 10 vậy đây là bằng 4 pi. Ok chưa? 4 pi. Cái này là bằng căn của gì nào? Căn của K chia M. Đúng không? Độ cứng là bằng K này. Chia cho M là 0,1. Cái này bình lên thì là bằng 4 căn 10. Bình phương lên là bằng 160 nhân 0,1. Vậy là bằng 16. Đáp án câu số 1 của mình là A. Nhẹ nhàng luôn. Đúng không? Đấy, nắm được cái tính chất cơ bản tính là xong. Câu 2. Tại thời điểm khi vật thực hiện một cái dao động điều hòa vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại thì ly độ bao nhiêu? Đúng không? Câu này thì nếu mà bạn nào đã học với thầy thì chắc chắn là cái này nó không phải là câu hỏi. Đúng không? Thì chúng ta quá thuộc rồi. Thì thầy nhắc mọi người này là cái đường tròn pha, đúng không? Chắc chắn là phải học. Và khi học cái này thì bắt buộc là phải thuộc pha. Ai cũng thuộc cả. Ai mà vượt qua cái môn lý lớp 12 này thì đều học cả. Đó, phải thuộc pha. Thế ở đây người ta cho V bằng gì? V bằng 1/2 của Vmax. Đúng không? Là bằng 1/2 của omega A đấy. Thì X bằng bao nhiêu? X là bằng cộng trừ A căn 3 trên 2. Cái này là phải thuộc pha. Đúng không? Đáp án câu 2 là A. Thầy tin là ở đây bạn nào cũng thuộc rồi. Còn lỡ nếu có bạn nào chẳng may mà chưa thuộc, học lại ngay nhá. Câu số 3. Vật dao động điều hòa chu kỳ T là bằng 3,14. Xác định pha dao động khi đi qua vị trí X là bằng 2 và V là bằng 0,04. Rồi, cách làm của mình thì như sau. Người ta yêu cầu xác định pha đúng không? Cách làm của mình thì mình làm một cách nhanh chóng như thế này. Thứ nhất là thầy có cái T này, nó là bằng 3,14 thì thầy viết nó là pi. Vậy thì thầy tính được omega là bằng 2 pi chia T là pi là nó bằng 2. Đúng không nào? Nào bây giờ mình dùng công thức độc lập x bình cộng v bình chia cho omega bình là bằng a bình. Đúng không? X là bằng mấy? 2 bình phương này. Cái này là bằng 4cm trên giây này. Đúng không? Vậy mình nhẩm ngay a là bằng 2 căn 2. Bây giờ mình nhìn nhá. Đây. X bằng 2, a là bằng 2 căn 2. Đây chính là a chia căn 2. Vậy là pha nó sẽ là cộng trừ pi trên 4 rồi. Nhưng mà đừng quên là v của mình dương. Đây, v dương này.
V dương. V dương thì pha phải âm. Vậy là pha của chúng ta nó sẽ là bằng trừ pi trên 4. Câu số 3. Đó có thể câu 3 nhiều C thế. Sao có câu 3 lại có bạn comment đáp án C này? 3B chứ. Đó, câu số 3, đáp án của chúng ta là B. 3B. Tiếp tục. Câu số 4. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10. Khi pha của dao động là bằng pi phần 3 thì vật có cái vận tốc là V. Đó. Bên người ta hỏi là V khi đi qua cái vị trí cân bằng. Nào, bây giờ mình làm như nào? Thì ở đây nhiệm vụ của mình là gì? Thuộc pha. Pha hay thuộc pha? Ừ. Nào, bây giờ thuộc pha thì mình làm như thế nào các em? Pha dao động là pi phần 3 thì V của chúng ta nó là bằng gì? Trừ omega A căn 3 phần 2. Cái này là thuộc pha thôi, chả có gì cả. Đúng không? Thì đây nó bằng bao nhiêu? Ở đây nó bằng đây. Đây nó là bằng trừ V max. Phải viết như này cho nó dễ. Nó bằng trừ 5 pi căn 3. Vậy thì từ đây mình dễ làm, mình tính được gì ạ? Mình tính được V max. V max đúng không? Căn 3 vứt đi này. Nhân lên đây này. Vậy cái này có đúng bằng 10 không? 10 pi. Đáp án của mình là đáp án B. Đúng chưa? Câu này thì mình chỉ gì thôi ạ? Câu này mình chỉ nhớ pha thôi. Cái đoạn thẳng dài 10 này chả có ý nghĩa gì cả. Đúng không? Câu 4. Ồ, câu 4 đáp án phải là B chứ. Sao thầy có Nguyễn Dương này, Phước An là A. Chứng hỏi nhiều bạn là bây giờ, hình như là bây giờ mới bắt đầu học, nhưng kiến thức nó còn chưa chắc đúng không? Bạn nhìn này, khi đi qua vị trí cân bằng thì mình biết chắc chắn ở vị trí cân bằng này là V max mà. Đúng không? Thì chắc chắn đáp án của mình nó phải lớn hơn 5 pi căn 3. Không thể 5 pi được. Đúng không? Ừ. Câu số 4, đáp án mình là B. Tiếp tục. Câu số 5. Dao động điều hòa, đây người ta cho V max này. Đó. Người ta cho A max này. Và tính omega. Thế thì giống câu lúc nãy phải không em? Nào, làm sao mình tính được đây? V max là bằng gì? V max là omega A bằng 8 pi. A max là gì? A max là omega bình A là bằng 16 pi bình. Vậy từ đây chúng ta sẽ có omega mấy và A mấy? Lấy cái dưới chứ cái trên thì đây là 2 pi. Đúng không? Rồi, vậy đáp án mình là 2 pi thôi. Câu 5, đáp án là B. Được chưa? Tiếp tục. Câu số 6. Câu số 6. Một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục OX. Đó, tại X1 thì V1, tại X2 thì V2. Và bây giờ người ta yêu cầu là tính cái V2. Tính V2. Nào, bây giờ tính V2 kiểu gì đây? Đúng không? Đó, câu số 6. Thế thì cái phần biến đổi này này, nhiều bạn là rất là bị động luôn, đúng không? Ừ. Không biết là bây giờ em biến đổi kiểu gì để ra được cái phương trình như này. Đúng không? Thế thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ cần sử dụng cái gì, công thức độc lập. Chúng ta tính cái là xong. Đúng không? Dùng thức độc lập. À, công thức độc lập của mình thì như thế nào? X bình này cộng V bình chia cho omega bình là bằng A bình phương. Đúng không? Đó. À, thì ở đây nếu là X1 thì đây là V1. Đúng không? Nếu mà X2, đúng không? Chuẩn chưa? Ai cho mình xin file đề à? Một số bạn chưa biết file đề ở đâu à? Đây. Từ sau nếu mà học vào học cùng với thầy mà hỏi file đề nhá thì đây vui lòng này. À, chết thầy lại mở nhầm. Đây, vào cái page mà thầy giảng dạy nhá. Đây, thầy Vũ Tuấn Anh luyện thi vật lý. Đây vào page thầy. Được chưa? Nào, đây. À, với các bạn 2K4 thì thầy nghĩ là cái page của thầy nó sẽ rất là đầy đủ thông tin về học tập, tài liệu, đề thi thử. Đó, thế nên là năm nay mình mất công học thì mình follow page thầy thì nó cũng không mất gì đâu. Đây, yeah. Đây ví dụ cái tài liệu hôm nay thì thầy đăng ở đây, rất đẹp đây. Đúng chưa? Đây, thầy có đăng nhưng mà nhiều bạn hình như là không chú ý lắm cái đề này. Đây, thầy đăng trưa nay này, được chưa? Buổi dạy lại từ đầu. Thì các bạn vào đây giúp thầy nhá. Ok chưa?
thì sẽ có tài liệu thôi. Ừ. Được chưa nào? Rồi. Nào, bây giờ quay trở lại với cái câu số 6 này của chúng ta. Đúng chưa? Câu 6, bây giờ làm sao mình tính được cái câu số 6 này đây mọi người ơi? Làm sao tính được câu số 6 đây? Ừ. Buồn lệ, có bạn buồn ngủ rồi à? Không sao em, cứ ngủ đi, đúng không? Ngủ xong thì mơ xem là mình đỗ đại học kiểu gì. Cũng được. Ừ. Nào. Quay trở lại cái này. Nhiều bạn chưa có. À đấy, quên nói câu chuyện là bạn nào mà comment vào cái bài đấy mà không được gửi tài liệu thì các bạn giúp thầy là chỉnh cái độ tuổi Facebook nha. Facebook của bạn, các bạn chỉnh cái độ tuổi lên là 18 cộng thì mới được gửi tin nhắn tự động. Thì có tài liệu gì hay thầy mới gửi cho mọi người. Ok chưa? Đấy, chứ còn ông nào mà vẫn 15 16 tuổi comment là nó không gửi tài liệu đâu. Đấy, bếp thầy riêng là chỉ gửi tài liệu cho các anh chị lớp 12 thi đại học đã 18 cộng. Đấy, và đã có lớn rồi, đủ trách nhiệm bản thân. Ừ. Đó thì ở trên page là có. Được chưa? Rồi, nào bây giờ quay trở lại đây nha. Làm sao bây giờ mục đích làm sao thầy đi tính được cái câu số 6. Thì bây giờ cách làm này, từ cái thằng này nhá. Đúng không? Thầy rút ra V. Nào thì V1 bình phương bằng này. Bằng A bình này trừ X1 bình phương này. Đúng không? Đúng không? À, căn bậc 2 này. Và nhân với omega. Đúng không? Đây là V1. V2 tương tự có đúng không? V2 bằng căn của A bình trừ x2 bình phương nhân omega. Đó. Thế bây giờ thầy cần tính V2, vậy là cái omega này thầy lấy từ trên này thầy thay xuống. Vậy là căn của gì? A bình trừ x2 bình nhân omega. Omega thì có đúng bằng V1 chia cái này không? À, V1 chia cho căn của A bình trừ x1 bình phương. Chuẩn chưa? Ok, vậy đây. Vậy đáp án của mình đó là V2 là bằng V1 nhân A bình trừ x bình, x2 bình chia A bình trừ x1 bình, đáp án D. Đúng chưa? Nhẹ nhàng luôn nha. Câu số 7. Mình biến đổi công thức độc lập thôi. Một con lắc lò xo. Đó, gồm một cái lò xo có độ cứng là 50 Newton. Khối lượng là 2 kg. Và dao động điều hòa theo phương ngang. Tại thời điểm vật có gia tốc là 75 thì vận tốc đây. Và đề bài còn xác định là biên độ. Đúng không? Câu này làm như thế nào? Đây, như thế nào? Chúng ta xem nhá. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đi tính cái gì nhỉ? Omega xem là bằng mấy. Đúng không? Con lắc lò xo omega là bằng căn của K trên M. Đúng không nào? K đây là 50 này. Chia cho M là 2 kg. Đúng không? Mình nhẩm ra 25 thì cái này là bằng 5. Sau đó mình dùng công thức độc lập thời gian A bình chia cho omega mũ 4 cộng V bình chia omega bình là bằng A bình. Vậy chúng ta sẽ có 75 chia cho 5. Cái này mũ 4, cái này bình phương cộng 15 căn 3 bình phương chia 5 bình phương. Đúng không? Bằng A bình. Vậy từ đây mình tính được gì? Tính được A. Cái này nhẩm được không ạ? 15 căn 3, cái này 5 căn 3. 75 à, như câu này đáp án nó phải là đáp án D ấy nhỉ? Sao các bạn báo thì đáp án là A nhỉ? Đây thầy lấy máy tính, siêu máy tính thì bấm phát xem nào. Đôi khi mình nhẩm nó không chuẩn lắm các bạn. Thầy nhẩm ra đáp án D. Nhưng sao các bạn lại báo là đáp án A nhỉ? Hay thầy nhẩm sai? Sai sai. À đây mũ 4. Các ông ạ. Thầy lại gõ nhầm là mũ 2. Đây bằng 6 à? B B B B. Ừ. Sao lại B? À ừ, đúng rồi. Cái này đây là 3 căn 3. Rồi rồi ok. Đó, may quá bấm máy tính không sai đấy. Câu số 7 đáp án B. Tiếp tục nào. Câu số 8. Một vật dao động điều hòa. Người ta chọn X1 V1. X2. Cái này mình nghĩ X2 đúng không? V2. Bé tính A và T. Thế thì nhìn vào đây thì chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện là mình dùng công thức độc lập rồi. Đúng không? Nào công thức độc lập thầy sẽ là gì? X bình này. À, X1 bình. Vậy là trừ 10 căn 3
bình phương cộng gì nào? V1 là 10 pi chia cho omega tất cả bình bằng a bình. Vậy là xong phương trình thằng 1. Và thằng 1 như nào thì thằng 2 thế thôi, đúng không? Vậy là 10 căn 2. 10 căn 2 là bình phương cộng gì? Trừ 10 căn 2 chia cho omega 10 pi à, thiếu pi, bình phương thì bằng a bình. Đây là hệ hai phương trình hai ẩn. Cách giải này, nếu bạn nào mà không biết cho hai phương trình này bằng nhau thì lập tức là a mất đi, chỉ có phương trình của omega thôi, lấy máy tính bấm được, đúng không? Ở đây thầy quen thì thầy nhầm được thôi. A đây là bằng bao nhiêu? Đây là 10 căn 3, vậy đây là pi, vậy là a là bằng 20, còn omega là bằng pi. Omega pi, vậy là t là bằng 2 giây, đúng chưa? Đáp án của chúng ta là a là bằng 20 đó, 20, còn t là bằng 2 giây. Chưa có đáp án này, chưa đáp án chọn. Rồi, ok, có đáp án D đây rồi, được chưa? Đáp án D. Và câu cuối cùng phần này là câu số 9, được chưa? Câu số 9 nào, chúng ta xem nhá. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x, vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động là 17 pi phần 6, đúng không? Đấy, lại cho cái pha nó hơi dở dở. 17 pi phần 6 không phải là cái pha bình thường. Thế bây giờ mình làm như thế nào? Mình làm như nào đây? Mình cách làm nhá, là mình thay cái pha này mà mình tính thôi. V là bằng gì? Công thức tính V. V là bằng trừ omega A nhân sin của pha, là sin của 17 pi phần 6. Thế thay vào, trừ này, omega là 2 pi, A là 5, sin. Ok chưa? Rồi, xem bằng bao nhiêu. Để tính thằng này đầu tiên nhá. Sin của 17 pi phần 6. Tất nhiên muốn bấm này thì phải máy tính ở radian. Đấy, 1 phần 2, đúng không? 1 phần 2 nhân với 2 nhân với 5. Đó, vậy cái này là bằng trừ 7,5 pi. Ồ, cộng 2. Cái này là 1 phần 2 vậy, nhân vậy là trừ 5 pi. Trừ 5 pi nha, đúng chưa? Đấy là V, đúng không? Thì đáp án mình là B rồi. Mình nhìn quanh thì có mỗi cái đáp án này là 5 pi thôi. Còn A tính tương tự, đúng không? A là bằng trừ omega bình x, thay vào là trừ 2 pi bình phương nhân với x. Đó, x là 5 nhân cos của 17 pi phần 6, đúng chưa? Vậy là xong rồi. Ok, đây là những cái câu gọi là cơ bản, đúng không? Rất cơ bản. Đi thi những câu này chiếm 28 câu đó, 28 câu có nghĩa là lấy 7 điểm không khó, mình nắm những kiến thức cơ bản là mình làm rồi. Thế ngoài ra thì nó có những cái câu vận dụng cao. Rồi, có bạn là gì đây? Thầy ơi, em lại inbox riêng cho thầy, em mong thầy cứu em thoát kiếp lưu bang. Lưu bang 3 năm liền lớp 11 à? Gì mà 3 năm liền lớp 11, chắc là bạn này chắc lại chém gió rồi. Chắc là học sinh thầy Lộc Phu Hồ về đây chém gió rồi. Đây bây giờ còn là mấy câu gọi là nâng cao, đúng không? Mình làm thử xem là như thế nào. Mấy câu này thì cũng chỉ mức độ là 8 cộng thôi. Đó, là mình xem là như nào nhá. Đây là những câu gọi là khó hơn, được không? Nào, mình xem như này. Thầy hướng dẫn qua. Vì đây là vận dụng cao nên là thầy sẽ nói nó nhanh một chút nhá, đúng không? Đây, hy vọng là mọi người cũng sẽ nắm được. Câu số 1, một vật dao động điều hòa. Ban đầu vật đứng tại vị trí là x bằng trừ 5. Sau khoảng thời gian là t1 thì vật về đến vị trí là x bằng 5 nhưng chưa đổi chiều chuyển động. Rồi, tiếp tục chuyển động thêm 18 thì lại về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kỳ. Đề hỏi cái chiều dài quỹ đạo. Cái này thì thầy vẽ ra như thế này cho mọi người hình dung là được. Đây. Bây giờ ông này, ông đang có ly độ là mấy? Ông này đang ở đây, ly độ của ông ấy đang là trừ 5. Ông ấy đi đến vị trí là x bằng 5 nhưng chưa đổi chiều. À, đây, x bằng 5, đúng không? Vậy là đi từ đây đến đây.
Chuẩn chưa? Người ta nói này, tiếp tục chuyển động thêm 18 cm nữa thì về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kỳ. Các bạn nhìn nhá. Vậy là nó sẽ đi thêm như thế nào? Đi từ đây đến đây rồi, bây giờ muốn về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kỳ thì cô đúng phải đi ra đây. Vòng về biên rồi vòng lại không? Đi ra đây. Vòng về biên này rồi vòng lại, như thế thì mới đủ một chu kỳ. Đúng chưa? Vậy ở đây thì chúng ta thấy là cái, nếu mà thầy đặt cái đoạn nhỏ này, đúng chưa? Cái đoạn nhỏ này, thì các bạn ta thấy đoạn nhỏ này bằng đoạn nhỏ này. Tại sao hai cái đoạn này bằng nhau? Đây là -5, đây là 5 mà. Thì đây là vị trí cân bằng, đoạn này là A, đoạn này là A. Vậy đây hai cái đoạn này bằng nhau. Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy đây thầy sẽ có cái đoạn nhỏ này bằng gì? Đoạn nhỏ này có cái độ dài là A -5. Cái đoạn nhỏ này cũng là A -5. Vậy từ đây thầy rút ra, đó là cái 18 cm là sẽ bằng đoạn này cộng đoạn này cộng đoạn này. Đoạn này là A -5 nhân 2 cộng với 2A. Vậy đây nó sẽ là bằng 4A, đúng không? -10. Vậy dễ thấy là A nó sẽ bằng 7. A bằng 7 với chiều dài quỹ đạo L bằng 2A thì sẽ bằng 14 thôi. Đáp án câu số 1 là B. Được chưa nào? Một câu rất là dễ dàng để chúng ta làm được. Đó, đây là bài toán về quãng đường. Câu này thì nhẹ nhàng thôi. Đó, nếu chúng ta chưa gặp bao giờ thì có thể là bỡ ngỡ một tí. Nhưng mình đọc đề kỹ rồi phân tích thì mình làm được. Câu 1 xong, làm sang câu 2. Câu 2 thì khó hơn thì. Đó. Câu 2 cho hai con lắc lò xo biên độ là bằng nhau. Biên độ bằng nhau. Tần số dao động của hai con lắc thỏa mãn là đây. F1 là bằng F1 thì viết dữ kiện nhá. F1 này là bằng 2 lần F2. Thì tất nhiên omega thì là bằng 2 PF, thế nên là tất nhiên là omega 1 thì cũng bằng 2 lần omega 2. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Bây giờ người ta nói là thời điểm ban đầu thì con lắc thứ nhất của chúng ta đang ở vị trí biên dương. Đó, đây, thế vẽ hình ra. Con lắc thứ nhất đang ở biên dương. Vậy đây là con lắc thứ nhất của mình. Đúng chưa? Đang ở biên dương. Và chậm pha con lắc thứ hai, một góc là π/2. Vậy là con lắc thứ hai phải ở đấy. Đúng không? Đó. Chậm pha π/2 thì nó phải pha π/2, đơn giản đó. Ông này ở đây, ông này ở đây. Đừng bạn nào lấy nhầm dưới, ở dưới là trễ hơn. Nhá. Đúng không? Nào. Con lắc thứ nhất lần đầu tiên đi qua vị trí động năng bằng 3 lần thế năng. Đúng không? À, chúng ta biết là vị trí mà động năng bằng 3 lần thế năng thì đây là vị trí mà x bằng cộng trừ a trên 2. Pha là cộng trừ π/3 và cộng trừ 2π/3. Đúng không? Mà con lắc thứ nhất nó ở đây, thế nên nó đi qua cái vị trí một trong bốn cái pha này mà lần đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ đến cái pha là π/3. Đó, thì đây là thằng 1, nó sẽ đi từ đây đến đây. Chuẩn chưa các em? Thằng 1. Thế bây giờ ta quay trở lại câu chuyện này. Omega 1 bằng 2 lần omega 2 thì có nghĩa là gì? Cái góc mà thằng 1 đi được nó luôn bằng 2 lần cái góc mà thằng 2 đi được. Đó, omega nó thể hiện cho cái tốc độ quay. Ông nào có omega lớn thì ông ấy quay nhanh. Ở đây chúng ta thấy là thằng 1 nó quay nhanh hơn thằng 2 2 lần. Vậy là góc mà thằng 1 quay được sẽ gấp đôi góc thằng 2 quay được. Được chưa nào? À, thế bây giờ thằng 1 đi từ đây đến đây, vậy góc của thằng 1 là bao nhiêu độ? Là 60 độ. Thì có đúng bằng 2 lần góc của thằng 2. Vậy là thằng 2 sẽ quay một cái góc bằng 30 độ. 30 độ. Vậy ông 2 đang ở đây, ông quay 30 độ, vậy ông sẽ đến cái pha là 2π/3. Đó, thằng 2 sẽ nằm ở đây. Đúng không? À, người ta nói là lúc này thì cái tỷ số vận tốc thì là bằng bao nhiêu? Thế mình nhìn vào đây thì mình thấy ông V1 sẽ bằng gì nào? Pha là π/3. Thế nên chắc chắn nó là trừ omega 1 A1 căn 3 phần diện căn 3/2. Đúng chưa? V2 thì sao? V2 ở 2π/3. Thế nên vận tốc của V2 là bằng trừ omega 2 A2 căn 3/2. Đó, đúng chưa? Thế bây giờ lập tỷ lệ thôi. Hai ông này chia nhau. Cái này mất
A mất bởi vì cùng A, 2 mất. Vậy là bằng omega 1 chia omega 2. Cái này là bằng 2. Đáp án của chúng ta thế đây thầy bị nhầm đâu sao? Không biết là thầy bị nhầm đâu nhỉ? Động năng 3 lần thế năng, tỷ số vận tốc hai con lắc trên. Thầy ra ở đây là bằng 2 mà không đáp án. Hay là đề bị lỗi nhỉ? Mọi người nhìn giúp thầy phát xem là thầy có bị sai đâu không? Mọi người nhìn kiểm tra giúp thầy xem sai không nhỉ? Nhìn hợp lý này rồi. Không. Nguyễn Huy comment vuông pha là không ổn rồi. Vuông pha hay không nó chỉ dành cho những cái bài toán nha mà nó cùng tần số. Ở đây hai con lắc không cùng tần số, thế nên là không thể có chuyện là nó vuông pha đâu. Hình như là ở đây là đáp án bị lỗi đúng không? Sẽ đáp án đúng không? Thầy tính chuẩn rồi. Ok, nếu mà câu này đúng thì thầy nghĩ là phải sửa như thế nào? 60 độ. Thì kia quay nói chung là cũng cái V2 không? V2 đúng mà, không sai đâu. Ở đây pha là pi phần 3 mới 2 pi phần 3. Sai ở V2 á, sai V2. V2 pha là 2 pi phần 3 chuẩn rồi, sai cái gì nữa? Đúng chưa? Nguyễn Đoàn Minh Thư, thầy giảng lại động năng thế năng cho em với ạ. Động năng thế năng ấy, cái này thôi. Nó là một bài học em ạ, nhá. Thì nó luôn nó là một bài. Một hai câu ở đây không ra được. Một hai câu ở đây không ra được. Thế nên là em muốn hiểu thì em xem lại cái bài động năng thế năng. Nếu em trong khóa live C thì vui lòng em xem lại dạng 10, thầy dạy quá kỹ rồi. Nhá. Cái V2 là A trên 2, ông bảo này ông không thuộc pha rồi nha. Ok, không sai đâu. Ok chưa? Rồi, câu số 2, khả năng là đáp án của mình là có vấn đề. Đúng không? Đáp án vấn đề chứ còn thầy nhìn qua thì thấy có vẻ không sai đâu. Đấy, các bạn kiểm tra lại giúp thầy nha, cách làm là như vậy. Được không? Rồi, khả năng đề nó có bị lỗi rồi, vì đề này thầy lại chưa check. Không biết nó có lỗi ở đâu. Tiếp tục nha, tiếp tục câu số 3. Câu số 3. Úi dồi ôi, ông Thu Hằng có sai ở F1. F1 bằng 2 F2 thì omega 1 bằng 2 omega 2. Sai đây em. F omega là bằng 2 pi F mà. Tỷ lệ thuận mà. Đây. Omega là bằng 2 pi nhân F đúng không? Hai này tỷ lệ thuận mà. Thì F gấp đôi thì omega gấp đôi thôi. Đúng chưa? Có sai cái gì đâu. Mọi người kiểm tra lại nhá, biết đâu thầy nhầm đâu, nhưng mà thầy nghĩ chắc không nhầm đâu. Rồi tiếp tục này, câu 3. Câu 3 xem sao. Câu số 3. Một vật dao động điều hòa biên độ A là bằng 10. Bây giờ người ta xét chuyển động một chiều từ vị trí cân bằng ra biên. Khi đó tốc độ trung bình khi chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí có ly độ x0 bằng tốc độ trung bình khi chuyển động từ vị trí x0 đến vị trí biên và bằng 20. Tính tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Đúng không? Câu này đáp án gì? Câu này đáp án gì? Câu này thì thầy nhìn qua là thầy chọn được luôn đáp án, nó sẽ là đáp án B. Đúng không? Đấy, nếu bạn nào trong khóa live C học thầy phân tích thì sẽ phải chọn được đáp án là B. Không cần phải làm. Đó, chỉ cần nhìn đề thôi là hiểu. Thế bây giờ làm như thế nào? Đó, làm như nào thì thầy phân tích ở đây nha, thầy phân tích một chút. Các bạn nắm cái tính chất nha. Bây giờ thầy cứ vẽ cái đường tròn đi cho nó lịch sự. Được không? Vị trí cân bằng như nào thầy chưa thèm quan tâm, thầy cứ lấy bừa một vị trí cân bằng đi. Bây giờ ban đầu đang ở đây. Người ta nói là đi đến vị trí x0 đúng không? X0 ở đâu trên cái hình này thầy không biết, thầy cứ vẽ bừa ở đây. Được chưa? Bây giờ người ta nói này là người ta chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đi từ đây đến đây. Đúng không? Từ đây đến đây thì tốc độ trung bình là 20. Giai đoạn thứ hai là đi từ đây đến đây. Từ đây đây đến biên, tốc độ trung bình cũng là 20. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ có nha. Cái thằng này này. Cái thằng này. Quãng đường tốc độ trung bình, phải nhớ tốc độ trung bình thì tính như nào? Là bằng quãng đường chia thời gian. Vậy cái thằng này này, nó đi từ đây đến đây thì quãng đường đi được của nó có đúng là x không không? Chia cho t1 thì chả biết bao nhiêu, thì gọi thằng này là T1 đấy. Đúng không? Thì bằng này.
đi từ đây đến đây thì quãng đường là cái đoạn này thì là bằng a trừ x0 và chia cho t2, đúng không? Và thầy dùng cái dãy tỉ số bằng nhau thầy cộng nó vào thì thầy được tử cộng với tử là bằng a, chia cho mẫu là t1 cộng t2. T1 cộng t2, t1 là thời gian này, còn t2 là thời gian này. Vậy hai ông này mà cộng với nhau thì là bằng đi từ vị trí cân bằng ra biên, à thì nó là t trên diện t trên 4, đúng không? Cái này là bằng 20 đây này, tất cả bằng 20. Thế thầy nhân lên thôi, nhân chéo lên thì nó thành 4a trên t là bằng 20. 4a trên t thì chính là quãng đường tốc độ trung bình trong một chu kỳ, chuẩn chưa? Phải đáp án của mình là B nhá. Câu 3 xong, tiếp tục nào. Câu 4 này chữa mấy lần rồi này, đúng không? Nhìn quen lắm. Nào, câu số 4, chúng ta xem nha. Câu 4 này chữa mấy lần rồi. Một chiếc điểm đang dao động điều hòa khi đi khỏi vị trí cân bằng một đoạn F thì động năng là bằng 0,091 joule, đi tiếp một đoạn là 2F thì động năng là còn 0,19 joule, đúng không? Rồi, biết cách làm nha, thì vẽ cái hình ra đây. Bây đang ở vị trí cân bằng này, vật đang ở đây nha. Người ta bảo là đi một đoạn là S, đúng không? Vật đi đến đây, đó, từ đây đến đây đi được một đoạn là F, đây vị trí cân bằng nha. À, vậy thì lúc này thì có cái động năng lần thứ nhất là bằng 0,091, là bằng cơ năng trừ thế năng, đúng không? Động năng bằng cơ năng trừ thế năng, cơ năng trừ thế năng, đó, VKT1. Ở đây lưu ý cái VKT1 của mình là bằng bao nhiêu? VKT1 là bằng 1/2 K nhân S bình. Thầy cứ coi như là con lắc lò xo nhá, đúng không? Bởi vì ly độ là F, chuẩn chưa? Tiếp theo, động năng 2 là bằng bao nhiêu? 0,019. Nó đi tiếp một đoạn là 2S. À, vậy đi tiếp một đoạn là 2S đến đây, 2S, đúng chưa? Vậy thì động năng này cũng là bằng cơ năng trừ thế năng 2. Các bạn lưu ý nha, cái thế năng 2 này của thầy này là bằng 1/2 K nhân gì? Nhân 3S bình phương. Có đúng là khi vật nó nằm ở đây thì ly độ nó là S cộng với 2S là đoạn này là 3S không? Thế thì nhìn nhanh cái này có đúng là bằng 9 VKT1 không? Đúng không em? Có đúng gấp 9 là không? Cái này là S bình, cái này 3S bình. Vậy thầy thay vào đây là 9 VKT1. Chuẩn chưa? Thế thì chỉ một động tác nhẹ nhàng giải cái hệ này thì mình tính được VK và VKT1. Nào, xem bao nhiêu nha. À, đầu tiên là thầy lấy hai cái phương trình này. Thầy lấy cái phương trình trên trừ phương trình dưới là 0,091 trừ 0,019 rồi chia cho 8. Thì ông này là bằng 9 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? 9 10 mũ trừ 3. Rồi lấy ông này cộng với 0,091 thì được ông này là bằng 0,1. Chuẩn chưa? Rồi, ngay lập tức là thầy lập tỷ lệ hai cái này với nhau là bằng a bình chia cho x bình. Đó, đó, xem bằng bao nhiêu. X này chính là s đấy, đúng không? À, s bình phương. Lấy cái này chia cái này, lấy 0,1 chia cho bao nhiêu? 9 nhân 10 mũ trừ 3. Đó là 100/9. Vậy căn ra, đó, cái này 100/9. Căn ra vậy là a chia cho s là bằng 10/3. Đúng chưa? A trên S là 10/3. Vậy nếu mà biên độ của thầy, đúng không? Biên độ của thầy là 10, đúng không? Thì S là bằng 3. Đó, mình coi như vậy đi, đúng không? Biên độ là 10, S bằng 3. Nào, bây giờ đến đây này, đến đây người ta nói gì? Đến đây lại đi tiếp một đoạn là S nữa. Đó, đi tiếp một đoạn S nữa. Bây giờ mình xem là nó sẽ đến đâu, đúng không? Đi tiếp đoạn S nữa xem đến đâu. Thì đoạn này là S này, đoạn này là 2S. Vậy cái đoạn này là 3S rồi. Đây, đoạn này là 3S.
Mà A của mình thì là bằng bao nhiêu? A là bằng 10 phần 3s. Vậy bây giờ thầy lấy cái gì nhỉ? 10 phần 3s, 10 phần 3. Thầy trừ cho 3. Vậy là cái đoạn này này, cái đoạn này là còn có 1 phần 3s thôi. Đúng không? Đó, 1 phần 3s. Vậy là nó đến đây thì nó sẽ phải quay vòng lại. Nó phải quay vòng lại. Đúng chưa? Và lúc này nó sẽ cách biên. Cách biên một lượng là gì? Cách biên một lượng là f trừ 1 phần 3 s là bằng 2 s phần 3. Khi nó cách biên một lượng như này thì x của nó sẽ bằng 10 phần 3 s trừ 2 phần 3 s. Chuẩn chưa? Là bằng bao nhiêu? 8 s phần 3. Đó, vậy là đây. Các bạn lưu ý nha, nó đi s này, nó đi 2 s này. Sau đó nó muốn đi được s thì nó đi từ đây ra đây là được 1 phần 3 thôi. Sau đó nó vòng lại một lượng là 2 phần 3. Đó, nó đến vị trí đâu đây? Đúng không? Là 8s phần 3. Đây là x. Thế thôi, đến lúc này thì chúng ta chỉ việc gì nhỉ? Tính cái động năng bằng cách là thầy lấy VKT trừ VK là bằng bao nhiêu? À, VKT là x bình, x là 8 phần 3 chia cho 10 phần 3 bình phương. Vậy thầy tính được VKT. Có VKT thì ra VKD ngay. Nào, xem là bằng bao nhiêu, người ta yêu cầu tính t đây, à tính d. Đúng chưa? Nào, bây giờ mình sẽ có xem là bao nhiêu nhỉ? 8 chia cho 10 mũ 2. Đúng không? Rồi. À, nhân với bao nhiêu? À 16/25 nhân với kép này là nhân 0,1. Đấy, nó sẽ bằng 0,036. Đáp án của chúng ta nó sẽ là C. Câu số 4, đáp án C. Câu này thì chữa nhiều lần rồi nhá. Nhiều bạn vẫn hỏi tài liệu lấy ở đâu đúng không? Bạn nào mà chưa biết thì xem lại cái livestream thầy hướng dẫn lấy tài liệu rồi nhá. Tài liệu thì lấy ở cái page mà thầy đang livestream lên luôn. Đúng không ạ? Rồi, và câu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay là câu số 5. Câu số 5, mình xem câu này như thế nào. Hai chất điểm MN dao động điều hòa cùng biên độ. Tại điểm ban đầu thì hai chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Vậy là hai ông ấy cùng ở đây luôn. M ở đây và N thì cũng ở đây. Chuẩn chưa? Ừ. Tiếp tục này. Chu kỳ dao động của M là gấp 5 lần chu kỳ dao động của N. Vậy là TM của chúng ta là bằng 5 lần TN. Thì có nghĩa là omega của M là bằng 1 phần 5 omega của N. Hay đơn giản, nếu mà chúng ta xét cái việc quay trên đường tròn thì ông N quay nhanh hơn ông M là 5 lần. Được chưa? Rồi, người ta nói khi hai chất điểm ngang nhau lần thứ nhất. Ngang nhau lần thứ nhất có nghĩa là cùng ly độ x. Đó, thế mình làm sao biết nó ở đâu nó cùng ly độ x được? Đúng không? Làm sao biết nó ở đâu nó cùng ly độ x được? Thì bây giờ mình hãy nhìn đây. Thằng nào đi nhanh hơn? Đây lưu ý, thằng N đi nhanh hơn. N đi nhanh hơn, vậy ở đây N nó sẽ đi lên trên này. N đến đây thì M mới đến được đây thôi. Ok chưa? Cái này thì trong khóa live thầy dạy dạng số 12 rất là kỹ rồi, từ cơ bản vận dụng cao đầy đủ. Ok chưa? Đó. Thì người ta nói là M đã đi được cái quãng đường là gì? Là 10. Và người ta hỏi là quãng đường mà N đi được. Đây. Thì M đi từ đây đến đây, còn N đi từ đây đến đây. Nào, bây giờ mình nhận định về cái pha nhé. Cái pha này. Nào, cái góc mà thằng N đi được là góc này. Góc mà thằng M đi được là góc này. Và hai cái góc này phải gấp nhau 5 lần. Đúng không? À, chúng ta thấy này. Góc mà thằng N đi được là bằng 5 lần góc của M đi được. Và nhìn vào hình thì mình thấy cái góc này này cộng với cái góc này là bằng 180 độ, mà góc này thì bằng góc này. Hay có nghĩa là góc của N cộng với góc của M là bằng 180 độ. Vậy thì dễ thấy thôi, mình tính được ngay góc của M là bằng 30 độ. Mà góc của N thì là bằng 150 độ. Đúng không? Có đúng không? Này là 180 chia 6 30 không? Đấy, thằng M đi 30 độ. Vậy M này là pha 2 pi phần 3. Còn ông này pha là pi phần 3. Đúng chưa? M đi từ đây đến đây đi được 10, chính là A trên 2 là bằng 10. Vậy suy ra S của N là bằng bao nhiêu? S của N là bằng bao nhiêu? Ông đi từ đây đến đây, vậy quãng đường là A cộng A trên 2
1,5A, nó sẽ ra là 1,5A. A trên 2 10, A bằng 20, vậy cái này là bằng 30. Đáp án của chúng ta là 30 cm. Đáp án C. Ok chưa? Đó, thì đấy là xong cái bài này chúng ta. Ừ. Thầy cấm thằng Văn Điêu đi ạ. À, trừ pi trên 3 rồi, thầy viết sai. Hơi lú. Đó là trừ pi trên 3. Trừ pi trên 3. Ok chưa? Đó, thì đây là toàn bộ những cái nội dung mà thầy chia sẻ trong buổi hôm nay. Thì thông qua buổi live này thầy thấy là về cơ bản nhiều bạn cũng đã nắm được rồi. Nhưng mà còn cũng tương đối nhiều bạn là kiến thức cơ bản chưa nắm được. Đúng không? Đấy, thì bạn nào mà muốn lấy lại gốc, muốn học vận dụng cao, đúng không? Hay là nói chung là bạn nào mà muốn học cùng với thầy thì đăng ký khóa live nhé, đồng hành cùng với thầy. Đó. Rồi thì bây giờ thì đã muộn rồi, đúng không? Mà thầy cũng đã chữa xong đề. Thì bây giờ thầy dừng livestream này đây. Mọi người đừng quên lịch. Bạn nào trong khóa live thì tối mai xem đá bóng xong thì vào học với thầy. Còn bạn nào mà không trong khóa live thì nhớ lịch là ngày thứ năm hàng tuần chúng ta sẽ có bài thi thử. Mình vào mình thi thử sức xem là khả năng của mình nó đến đâu nhá. Thì 20 giờ sẽ thi, 21 giờ thầy chữa nhá. Ok, rồi vậy là xong. Bây giờ thì thầy sẽ dừng livestream. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Xin chào.